Nhiều bạn đang thử thách Blog Travel Việt lên kế hoạch cho chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội chỉ với 3 triệu đồng. Nghe thì cũng hơi khoai, nhưng nếu bạn xem xong video này, sẽ thấy khoái cho mà xem bạn nhé. Và sau đây sẽ là chi tiết kế hoạch tour du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm với chi phí 3 triệu đồng từ Hà Nội cho các bạn cùng tham khảo nhé. Đầu tiên, chi phí di chuyển đến Sapa, 500.000 đồng trên 2 chiều. Từ Hà Nội lên Sapa thì thường sẽ chọn phương tiện là xe giường nằm và đi vào buổi đêm để có thể tiết kiệm được chi phí. Và giá xe giường nằm Hà Nội Sapa dao động trong mức 250.000 đồng trên một lượt, cho nên tính hai lượt đi về là 500.000 đồng. Một số nhà xe giường nằm Hà Nội Sapa uy tín cho các bạn cùng tham khảo. Xe giường nằm Hà Nội đi Sapa, King Express Bus, giá vé là 230.000 đồng trên một lượt. Điểm đón: 204 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điểm xuất phát: Công viên Hòa Bình sau 20 phút, ngã tư Nội Bài sau 40 phút. Chú ý, có xe trung chuyển khu vực phố cổ Hà Nội miễn phí. Thứ hai, xe giường nằm Sao Việt, giá vé 240.000 đồng trên một lượt. Điểm đón: số 789 Giải Phóng, số 7 Phạm Văn Đồng, ngã tư Nội Bài. Thứ ba, xe giường nằm Greenbird, giá vé 250.000 đồng đến 320.000 đồng tùy vào loại xe. Điểm đón: số 21 Hàng Thùng, phố cổ Hà Nội trung chuyển tận nơi, ngã tư Nội Bài, sân bay Nội Bài. Thứ hai, khách sạn tại Sapa 3 ngày 2 đêm 400.000 đồng. Lấy khu nhà thờ đá Sapa và Sun Plaza làm chuẩn thì bạn chỉ cần chọn các khách sạn Sapa ở khu vực này là tiện di chuyển và tham quan nhất. Đồng thời, theo kinh nghiệm du lịch Sapa của Blog Travel Việt thì với ngân sách là 400.000 đồng mà sẽ rất dễ dàng tìm được những khách sạn Sapa tầm 2 sao với đầy đủ tiện nghi bạn nhé. Phần miệng vẫn là tìm khách sạn trên các trang thương mại điện tử rồi liên hệ trực tiếp với khách sạn đó để check phòng và deal giá. Sau đó thì xem book trực tiếp hay là xem book online lợi hơn rồi triển thôi nhé. Thứ ba, chi phí tham quan 3 ngày 2 đêm tại Sapa, 1.255.000 đồng. Một đặc điểm của các địa điểm du lịch Sapa là chúng nằm rải rác từ khu trung tâm ra xa cho đến các vùng làng bản. Bên cạnh đó thì giá vé tham quan tại các địa điểm du lịch Sapa này thì không cao, chỉ dao động vài chục nghìn mà thôi. Tuy nhiên hầu như điểm nào cũng có vé. Sau đây sẽ là chi phí tham quan cho tour Sapa 3 ngày 2 đêm cho các bạn cùng tham khảo nhé. Ngày thứ nhất, khám phá cụm địa điểm du lịch gần trung tâm Sapa, 140.000 đồng. Nhà thờ đá, miễn phí. Núi Hàm Rồng, vé vào cổng 70.000 đồng. Bản Cát Cát, vé vào cổng 70.000 đồng. Ngày 2, Vivo bản làng Sapa, khám phá thiên nhiên hùng vĩ của Tây Bắc, 160.000 đồng. Tham quan bản Thá Van, vé vào cổng 70.000. Đèo ô Quỳ Hồ, check-in cổng trời, vé vào cổng 70.000. Thác Bạc, vé vào cổng 20.000. Thác Tình Yêu, tham quan miễn phí. Ngày 3, chinh phục đỉnh Phan Xi Păng, nóc nhà Đông Dương, kinh phí là 1 triệu đồng. Vé combo cáp treo Phan Xi Păng và tàu Mường Hoa kèm với buffet, 930.000 đồng trên một người lớn. Vé tàu hỏa leo núi, treo lên là 70.000 đồng trên một người. Vậy tính ra tổng chi phí tham quan cho chuyến du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm là 1.255.000 đồng trên một người. Và lịch trình đi được rất nhiều nơi, giá cả cũng khá hợp lý đúng không nào? Thứ tư, chi phí đi lại tại Sapa 300.000 đồng. Theo như Blog Travel Việt thấy thì phương tiện tốt nhất để di chuyển khi đi du lịch Sapa là thuê xe máy. Bởi vì các con đường tại Sapa thì khá nhỏ, ngoằn ngoèo, lại nhiều dốc. Đặc biệt là cứ tầm sáng sớm hoặc là chiều tại các con đường cửa ngõ tham quan lại kẹt xe, không thua gì ở Sài Gòn hay Hà Nội vào giờ cao điểm đâu nhá. Và giá thuê xe máy tại Sapa thì khá rẻ, chỉ tầm từ 100.000 đồng cho đến 150.000 đồng trên một xe trên một ngày. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, chọn các xe số, nên chọn các xe 150.000 đồng thì chạy mới êm được nhá. Đường Sapa thì rất nhiều sương mù, thỉnh thoảng lại có mưa phùn, cho nên cần trang bị áo mưa tiện lợi để làm bạn đồng hành. Và lưu ý chạy chậm, cẩn thận các bạn nhé. Vậy thì tính ra chi phí thuê xe máy tại Sapa trong 3 ngày là hết 450.000 đồng, thêm 150.000 đồng tiền xăng nữa là tổng 600.000 đồng.
chia cho 2 người thì hết 300.000 đồng cho một người mà thôi. Thứ 5, chi phí ăn uống là 600.000 đồng. Tính ra chi phí cho 3 bữa sáng và 4 bữa chính chỉ có 600.000 đồng thì hơi khoai đúng không nào? Tuy nhiên với lợi thế là đi theo nhóm đông, cho nên dù tính ra là 100.000 trên một bữa ăn, mỗi người một món thì cũng có được bữa cơm phong phú đúng không nào? Và tất nhiên với ngân sách eo hẹp như vậy, thì tạm thời sẽ gác lại các món đặc sản cá hồi, cá tầm, thịt ngựa, cao sang kia nhá. Và thay vào đó là những bữa ăn bình dân, thẳng tiến bạn nhá. Bữa sáng tại Sapa thì thường ăn đồ nóng là ấm lòng ấm dạ, trong đó phở là được ưa chuộng nhất. Giá cho một bát phở tại Sapa chỉ 40.000 đồng cho đến 50.000 đồng mà thôi. Một số quán phở ngon tại Sapa các bạn tham khảo nhá. Phở sạch Bắc Hà, địa chỉ số 781 đường Điện Biên Phủ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Phở gia truyền Nam Định, địa chỉ đường N1, chợ mới. Phở Minh, chuyên phở bò, địa chỉ số 128 Thạch Sơn, thị trấn Sapa. Phở Khuyên Sapa, chuyên phở gà, địa chỉ số 18 đường Kim Đồng, cách hồ Sapa 200m. Còn các bữa ăn chính thì các bạn có thể tham khảo các quán ăn bình dân như sau. Cơm lam gà nướng hà mèo, địa chỉ đầu Tả Van, Sapa, Lào Cai, giờ mở cửa 8 giờ cho đến 23 giờ. Giá dao động từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng. Thứ hai, cơm nhà Ta Quán, địa chỉ số 41 Xuân Viên, thị trấn Sapa, Lào Cai. Giờ mở cửa 8 giờ cho đến 22 giờ 30. Giá khoảng từ 50.000 đồng cho đến 110.000 đồng. Thứ ba là cơm miền núi Sapa, địa chỉ số 29 Xuân Viên, thị trấn Sapa, Lào Cai. Giờ mở cửa 9 giờ cho đến 23 giờ. Giá khoảng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Thứ tư, quán Liên Tôn, địa chỉ số 61 đến 63 Xuân Viên, thị trấn Sapa, Lào Cai. Giờ mở cửa 9 giờ cho đến 23 giờ. Giá khoảng từ 30.000 đồng đến 300.000 đồng. Vậy là trên đây, Blog Travel Việt đã lên cho các bạn kế hoạch chi tiết du lịch Sapa 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội rồi nè, với ngân sách 3 triệu đồng. Và việc của bạn là làm cho kế hoạch này đảm bảo sẽ có một chuyến du lịch Sapa tự túc trọn vẹn với rất nhiều trải nghiệm thú vị nhé. Chúc các bạn có chuyến đi Sapa vui vẻ cùng đồng bọn các bạn nhé. Và đến đây thì video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.